Một nghiên cứu trên tạp chí Scientific Report cho thấy tinh trùng của một nhóm sinh viên được lấy mẫu có sự giảm di động và tăng dị dạng sau một tuần sử dụng rượu bia, hút thuốc thoải mái. Các trung tâm điều trị vô sinh tại Việt Nam cho biết lượng nam giới đi khám các trung tâm này có sự bất thường tinh trùng ngày càng nhiều. Các bác sĩ cho rằng điều này có sự liên quan giữa lối sống sử dụng các chất kích thích và suy giảm tinh trùng khiến khả năng thụ thai giảm sút.